trong lý có một câu Anh có 3 câu thôi mà. À 4 câu hỏi, có nhiều câu chứ. Nhưng mà thầy sẽ bật từ từ để con làm, hiểu không? Happy is Nó hiện bản án thầy cũng không thích. Ok, đọc đi coi coi thử. Này, câu câu đầu tiên con chọn gì? Câu đầu tiên con đọc thế là giờ giờ để thầy cho con coi lại nha. Con thôi không, bây giờ con chụp hình cái câu hỏi cho thầy. Chụp hình đi, chụp hình cái máy, lấy máy điện thoại chụp hình. Hiểu thầy không? Hả? Chụp hình xong rồi chụp chụp cái câu hỏi trên trên màn hình đi nha, xong rồi con cầm đó, xong rồi thầy sẽ chuyển lại quay lại cái phần kia để cho con vừa đọc vừa làm, con nhìn câu hỏi trên điện thoại xong rồi con làm dễ hơn. Rồi, thay chuyên ngang bài đọc đi, bài đọc đi. Con chụp chưa? Đã rồi. Đó, chỉ qua là đọc. Giờ con vừa nhìn câu hỏi vừa làm cho nó dễ. Nhớ nha, nó có phương ba phương án đúng sai với lại không đề cập tới. Con thấy cái nào mà thấy nó không có đề cập tới trong bài bỏ luôn thì đánh vô. Ok. Cúng điện đạm mỗi cửa chứa đầy một nắng, điện đạm mỗi cửa chứa đầy một nắng. Sai. 21 là B. Sai. Làm cái nhanh xong rồi kia đọc từ trên dưới như thầy bữa thầy chỉ con trên dưới. Rất nhiều người ở Pháp biết về họ vừa. Rất nhiều người ở Pháp biết về họ vừa. Chán thì của vô lần được anh ta sang ngoài hàng đúng mình của anh. Luôn chỉ rất nhiều
thiền về quần áo. Đúng, bài thứ 5. Ngô Lan. Cô mở bốn trà cổ đi. Mời con thích vừa cầm vừa trà thôi, bốn nước thôi mà. Ôi thôi. Mời chơi bổ đi. Mời có tắt không chứ? Làm mấy câu máy được không? Nó còn hay lắm. Ừ. Về nồng ảnh kiểu Pháp. Đó, về sách. Đạo về sách. Về nồng ảnh kiểu Pháp. Mẫu anh ngoài ra viết trên viết làm gì nối tiềm rồi hẳn con nói đâu ăn ở nhà hàng của Hồ La tốn rất nhiều tiền. Con nói Hồ La nói rằng nó ăn cho rất nhiều người tuyệt vời. Nó ăn cho rất tôi thôi ạ. Nghe chưa? Trời. Mốt B đúng không? Bằng cháy. Mốt B. A. Ừ. A luôn. 21 sai rồi nha. Cùng A, câu 23 cùng A. Đúng rồi, 23 A. Còn câu B là sai. 24 là. 24 là sai. Sai là B, đúng rồi. Còn câu 25. Câu 25 không nói đến. Họ là biết. Đúng rồi, không có đề cập tới. Đúng rồi, giỏi lắm con. Câu 26 là không, không nói về quản họ là đặt tiền. Vậy là C hả? Dạ. Đúng rồi, giỏi. Nó không có đề cập tới. Họ là không nói nấu ăn cho mọi người. Ta quả dễ là khẩu B. B khó đúng không? Công nhận đúng không? Còn chỉ sai 21. Ừ, 21 sai kìa. 21 đúng. Cái là, cái này nó đã mở được ít hơn 5. Nó mở khoảng 3 tháng rưỡi. Thời gian nêm Open Restaurant. Ừ đúng rồi, 3 năm rưỡi mà. Tại sao đây là A? 3 năm rưỡi mà. B á. 3 tháng. Ừ, thầy, nó sai để thầy sửa rồi đó. Ừ. Thấy cái bài văn nó là 3 tháng rồi. Không, 3 năm chứ. C
three and a half months. Oh, đúng rồi. Three and half, a half months ago. Năm lớp hai kia là 3 tháng rưỡi à. Đúng rồi, ít hơn năm rồi. Con nói làm thầy cũng bất ngờ. Thầy cũng đọc nhanh luôn, quên luôn chứ. Ok, bây giờ mình sẽ chọn nha. Giờ mình giúp mình điền vô cái ô trống vậy con. Thousand people in Britain nè. Câu xong không là have a new hobby like dancing. Okay, nhảy theo hàng. Okay. In almost every câu 28 bây giờ nó sẽ ra. Cứ làm đi xong thầy cứ quay lại thôi. In almost town gì? In almost town. Sáng mai viết thì đẹp thôi. Sao con? Sáng mai viết. Bài viết gì? Bài văn vạ, à bài văn điên tư hay điên. In almost. See every town đúng không? À, đúng rồi. Rồi you will find club and classes for this new activity. Linda, it's easy to learn. If you have to fish and can work, then you can go, can do it. Level a teacher. B. Say đúng rồi. Say. Say cái S đúng rồi. You don't need a partner. You don't need a partner because you dance. In a dance. Nhảy như thế nào? Ừ. Đúng không? Nhảy theo nhóm. Okay. It's the way to make new friend nha. It's the way to make new friend. Câu 31. It's the way to make new friend. It's the best. Best. Đúng rồi. Yep, okay. To make new friends in my classes. In my classes. Young people and old people có đón được không? Bà hai con có đón được cái là cho. Cái gì mà nó đi với là all. All young people and old people. Yeah. Dè, đúng rồi. Dè, thấy không? Có dè nè. Dè đúng không? They are, đúng không, đó. The boy like it because they can make a lot of noise with their feet. During, đúng rồi, giỏi, trong lúc nhảy. When the light dancing begin. 3-4. Câu hỏi, cái nào câu hỏi when la dancing begin, đó là câu hỏi nha. Đi. When E hả? When in last dance and begin. Câu này thầy nghĩ là khó. When did last dance and begin?
viết. Nó hỏi khi nào đúng không? Là ở thời gian quá khứ. Đúng không? Rồi có most people think it start about 15 years nè, thấy không? 15 years nè, thấy không? Và 15 năm trước. 15 years gì? Ago. Ago đó, thấy không? Đó, thấy không? Dễ mà đúng không? Bài này không dễ. You just to ride with. Bây giờ con đoán nha, bây giờ nè. Nếu con if you lose this you won't be able to get into your house. Ba chữ. Cái gì chúng mày đoán gì vậy? Đoán là cái gì? Nếu bạn mất, lost là mất đúng không thầy? Mất đúng rồi. Nếu bạn mất thứ gì, cái này bạn sẽ không... À, key, chìa khóa. Đó, key. 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 Many people put this on when they want to read something. Nhiều người đéo nó. Khi họ muốn. Khi họ muốn đọc một thứ gì đó. Kính nào. Kính đúng rồi. Nhưng mà gì? Glasses đúng rồi. People pay for things with this. Mọi người trả tiền bằng những cái này. Thứ này. Bắt đầu chữ M. Trả tiền bằng thứ này thì là trả bằng thứ này. Trả không phải mua bằng thứ này mới đúng. Mua vật á. Mua cái gì đó bằng thứ này là gì? Con dùng cái gì để mua đồ? Mua đồ. Money. Money đúng rồi. Money. Giỏi, money. If it had been windy, you may need to do your hair with this. Khi mà nó gió thì con cần làm gì với tóc con? Khi có gió, anh nên làm tóc với cái gì á? Con làm cái gì để chỉnh tóc con? Nó mình chỉ cả đôi mũ. Đôi mũ hả? Nhưng mà bắt chữ cờ mà, hay là chữ cap? Đâu phải cap đâu đúng không? Cái lược đúng không? Cái lược là cái gì? Cái lược. Con. Ghi vô từ mới. Con. Con ghi những thứ quan trọng vào trong cái này để con không có quên. Con ghi gì vô cái gì? Con ghi cái gì quan trọng vô cái gì? Sao?
vào cái gì, ghi cái gì vào cái gì đúng không? Thứ à? Phải thư không? Bạn ghi này, bạn chồng chồng này thì không quên chữ. Cái gì con? Đâu chữ. Con ghi cái gì vào cái, viết cái gì vào cái gì? Không phải cái gì để viết vào chứ đúng không? Cái gì để viết vào á? Ừ, viết vào cái sổ hả? Viết vào trước. Thư không? Thế là mình ghi chú lại, có phải thư không? Phải thư không con? Lẽ gì? Đón được không? Hay thua? Ngày. Ngày. Ngày được ngày. Thua chưa? Chịu thua chưa? Ngày được ngày. Cái gì? Ngày. Ngày là sao? Chay vậy? Có chữ, mới có hai chữ mà, D-A-I mà, đúng không? Diary, nhật ký. Nhật ký, không biết nhật ký không? Ghi vô, không biết ghi vô. Con sổ nhật ký đấy. Mình làm giống cái hồi nãy, mình cũng điền vô. Tại vì cái này cũng đơn giản là làm sao. Ok, câu 4 đó nè. I'm writing to say thank you for the two nights I stay in. In gì? Đón thử. Dịch ra, phải dịch ra. Cái này thì cảm ơn hai đêm đã cùng trong ngôi nhà. Small lovely house. Cái gì? Small. Cái gì? Nghe không nghe á. Small. The more là cái gì? Small. À, small. Ngôi nhà nhỏ hả? Ừ. Hay là do ngôi nhà ấm cúng của bạn, đúng không? Của bạn. Tôi muốn cảm, tôi viết thư để cảm ơn về hai đêm tôi ở ngôi nhà ấm cúng của bạn. It. It gì good? It phải đi gì good? At. Gì? It. Hả? Sao con? Ất, ất đồng thôi. Ất là gì? Cái gì? Cái gì? Cái ít thì hay đi với gì? Good hay đi với ất good hoặc là good at, chứ mà at good. Good at. Rất vui được khi gặp gặp lại bạn. Rất vui khi gặp lại bạn. Ít. Thường thường ít hay đi với từ gì? Không phải là ít y. It is, đúng rồi, đó, it is good to see you again. Nhưng mà ở đây là quá khứ, nó phải là it was nha. Nó lưu ý quá khứ, bây giờ mình đang nói quá khứ, ok. Dạ, yeah, ít từng thôi. Thì nhưng mà photograph số nhiều rồi suýt. Dạ, add the photograph. Đấy là những
về 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 những đứa trẻ, về là gì, đây là những tấm hình về những đứa trẻ con mà bạn đã hỏi. V sáu chữ đơn hỏi con về a bao À ba đúng rồi. dây a good Photo photo on. They are good photo on. Có chữ on rồi. Cái người ta nói gì? They are good photo Chúng có chúng chúng là những cái tấm hình tốt đúng không? right right On right là sao? Right là sao? On day nha, lưu ý cái thầy cái này mới nha. They are good photo thì on day hết day đầu đầu câu không? Day thấy không? Nó hỏi on day nếu mà là he á, isn't he hay là she isn't she nó còn thấy không? On day. I hope you like. Tôi hy vọng bạn thích chúng. Thì sao? Like Hope you like. hope you Thì cũng là đậm, đúng rồi. I am going. I'm going to visit, đúng rồi. Rồi. I will take a lot Đúng rồi. if I haven't seen sister a long time. Còn xa một thời gian dài đúng không? Đó. Đó, không em dễ quá dễ luôn á. Bây giờ con có muốn đổi không? Con muốn đọc đọc truyện tiếng Anh không? Hả? Truyền chỉ đâu cũng được hay ăn thôi. Gì con? Truyền gì cũng được chứ. Thì đó giờ thầy đang chỉ kiếm chuyện cho con chuyện mà thầy nghĩ chuyện thầy cũng thấy cái chuyện khá là hay. Học hành luôn. Nhưng mà tiếng Anh hơi khó nhưng mà bà ráng xem nha. Bởi vì thầy đang kiếm, bởi vì phải coi cái này Em hay kiếm nha. Thầy đang coi nè. Muốn chọn cái nào đúng không? Coi cái này không? Coi hội thoại. Hello. Hello, Sally. What's this? It's a book. Sợ hơi dễ con
What's that? Con coi chưa? It's a box. Wow! Coi Frozen không? Giờ mình cũng còn 5 phút rồi, mình nghe Frozen là đẹp. Có cần phụ đề không? Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I nghe lại thấy hay á. VPP. Bây giờ phải còn hàng ngày còn chút thì mình cứ tập đọc cái này nha. Ok. Đọc cái này cho thầy. Rồi mình nghỉ nha. Đọc hai cái loại đoạn thư. To, from, đọc hết đầy đủ. Con offer from Ali Shivara. I would like to study at the school. I work in the reception
Reception. Reception. A hotel in my hometown. São Paulo, Brazil. And young list is important for my job. When can I stay in fact? I shall spend 2 months in Britain. Britain. No. Okay, khá ổn. Cái đoạn 2. Britain. Okay. Course. We have course. We have this course for people who want to study English. There's a house for study next student. To the school. For student next to the school. In paragraph of number 6, 26. You will Churchill Language School, đọc là Churchill Language School. Đó, hôm nay vừa thầy ráng nó dạy cho nó xong, cho bữa xong mình quay bài mới nha. Cái chủ yếu phần lớn là cho con tập đọc, như là học từ mới. Ok, bạn cứ tiếp tục học từ mới cho này nha. Goodbye, teacher. À con.